Macarena. Cuối cùng cũng đã đến thứ hai để được gặp lại tất cả các bạn trong vòng hấp đầu tuần từ đây. Nào ngay bây giờ hãy cùng với Minh Anh khám phá những thông tin nóng hổi của trong tuần vừa qua nhé. Mr. 07 nói lời tạm biệt với đội tuyển God of Wolf. Xác định 12 cái tên tại trận chung kết chiến địa phân tranh mùa hè 2022. Cơ hội sở hữu những vật phẩm giá trị trong sự kiện lễ hội Gen Z. Chế độ chơi mới siêu thú vị dần được hé lộ. Ra mắt Skywing Pegasus cực chất. God of Wolf là một đội tuyển không còn quá xa lạ với cộng đồng đam mê bộ môn eSports của Free Fire tại Việt Nam. Và thời gian vừa qua thì một thành viên của God of Wolf đã bất ngờ thông báo rời team trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều khán giả và các fan hâm mộ. Tại mùa giải Yomod VFL Spring 2022, đội tuyển God of Wolf được đánh giá vô cùng cao và là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch khi họ chiêu mộ được một trong những tanker hàng đầu Việt Nam, Kun. Thế nhưng, trái với những gì được mong chờ thì God of Wolf lại thi đấu không thật sự quá nổi bật và phải đến tận những giai đoạn cuối cùng của vòng bảng thì Sói Thần mới bắt đầu thể hiện được sức mạnh thực sự của mình. Bước đến trận chung kết, mặc dù có cho mình rất nhiều điểm số ở những trận đấu đầu tiên, nhưng God of Wolf đã nhanh chóng bị loại khỏi cuộc đua vô địch khi thể hiện phong độ thi đấu không tốt ở những ván thi đấu sau. Và sau 4 mùa thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của God of Wolf, nhưng lại chưa thể đem về bất kỳ một danh hiệu nào khi đội trưởng của team là Mr. 07 đã chính thức nói lời chia tay với đội hình của God of Wolf. Liệu Mr. 07 sẽ ngừng thi đấu hay tiếp tục chinh chiến vì đam mê ở một màu áo khác? Chúng ta sẽ phải theo dõi trong tương lai nha các bạn ơi! Cuối tuần vừa qua chính là quãng thời gian diễn ra giai đoạn vòng bảng của giải đấu chiến địa phân tranh mùa hè 2022. Và sau 3 ngày thi đấu thì chiến địa phân tranh mùa hè 2022 cũng đã xác định được 12 cái tên mạnh nhất sẽ bước vào trận chung kết. Chiến địa phân tranh là một trong những giải đấu cộng đồng có quy mô lớn nhất được Ghana Free Fire tổ chức tại Việt Nam. Tại giải đấu lần này, chiến địa phân tranh mùa hè 2022 có sự góp mặt của 52 chiến địa khác nhau để chiến đấu cho danh hiệu cao nhất. Với trị giá tiền thưởng lên đến con số 100 triệu đồng thì chắc chắn các chiến địa sẽ cống hiến hết sức mình để đem về cho khán giả những trận đấu đỉnh cao và cơ hội đem về phần thưởng giá trị nữa. Sau 3 ngày thi đấu vô cùng kịch tính và căng thẳng thì chiến địa phân tranh mùa hè 2022 đã tìm được ra 12 đội tuyển xuất sắc nhất để góp mặt vào trận chung kết. Trong đó có những cái tên vô cùng nổi bật như chiến địa Hưng Yên hay chiến địa An Giang. Các bạn đừng quên đón xem trận chung kết của chiến địa phân tranh mùa hè 2022 sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 5 2022 để cổ vũ cho các chiến địa mà mình yêu thích nha. Những sự kiện được Garena Free Fire cho ra mắt luôn luôn là những sự kiện vô cùng hoành tráng với rất nhiều hoạt động cho người chơi và đồng thời là cơ hội sở hữu những vật phẩm cực hot trong game một cách hoàn toàn miễn phí. Ngay bây giờ các bạn hãy cùng với Minh Anh khám phá xem sự kiện sắp được diễn ra trong tựa game Free Fire này nhé. Đã đến dịp 30 tháng 4 hàng năm thì nhà phát hành Ghana Free Fire lại kịp cho ra mắt những sự kiện hoành tráng để phục vụ những người chơi của mình. Và năm nay cũng không phải một ngoại lệ khi chúng ta có sự xuất hiện của lễ hội Gen Z 30 tháng 4. Tại lễ hội Gen Z, các bạn sẽ có cơ hội sở hữu cho mình những vật phẩm cực hot như bộ đôi trang phục SOS, lựu đạn, cá mập, ván biển xanh, mũ bạch tuộc và rất nhiều những phần quà độc lạ khác. Bên cạnh đó, các bạn có cơ hội theo dõi các bộ phim ngắn mang tên Beekeep World Crush với sự góp mặt của rất nhiều streamer nổi tiếng như Mèo Streamy, Sammy Đào và Magaming. Nghe tới đây thôi, các bạn đã nhận được sức nóng của sự kiện này hay chưa? Nhanh tay tham gia vào những nhiệm vụ sở hữu cho mình những vật phẩm mà bạn cực kỳ yêu thích nào! Free Fire là một tựa game thú vị và thu hút được sự yêu mến của rất nhiều game thủ tại Việt Nam và toàn cầu. Để tựa game này ngày càng thú vị thì Garena Free Fire thường xuyên cho ra mắt những chế độ chơi mới. Các bạn có tò mò chế độ chơi nào sắp được ra mắt hay không? Nếu có thì chắc chắn không thể bỏ qua thông tin ngay sau đây. Theo như thông báo trên fanpage chính thức của Garena Free Fire tại Việt Nam thì sắp tới đây chúng ta sẽ được trải nghiệm một chế độ chơi mới đảm bảo siêu thú vị, siêu hot nha các bạn ơi!
Qua những hình ảnh được tiết lộ thì có vẻ như chế độ này sẽ cực kỳ nghẹt thở và rùng rợn. Không chỉ vậy, các bạn sẽ có cơ hội đối đầu với những đối thủ như zombie, ác quỷ và cả quái nhân nữa đấy. Nghe qua thôi đã muốn chơi ngay và luôn chế độ chơi mới này đúng không? Thế nhưng chúng ta sẽ còn phải chờ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa để chế độ chơi này chính thức được ra mắt tại máy chủ Việt Nam. Skywing là một vật phẩm không còn quá xa lạ với những tay súng của FIFA phải không nào? Đây chính là một món phụ kiện giúp cho người chơi trở nên vô cùng nổi bật. Và vừa qua thì Garena FIFA đã lần đầu tiên cho ra mắt Skywing Pegasus cực kỳ ngầu đấy các bạn ơi. Skywing Pegasus là một vật phẩm cực kỳ chất khi người chơi sẽ có riêng cho mình một chú ngựa sắt vô cùng xinh đẹp để có thể đồng hành trong sảnh chờ cũng như khi nhảy dù tại chế độ sinh tồn. Bên cạnh Skywing thì người chơi cũng có thể có cho mình hành động gia nhập ngựa sắt vô cùng nổi bật và khiến cho bất kỳ ai trong sảnh chờ cũng phải trầm trồ và ngưỡng mộ. Nhanh tay sở hữu cho mình bộ đôi hành động Skywing Pegasus để trở nên khác biệt trong sảnh chờ cũng như chiến đấu ở chế độ sinh tồn nhé các bạn ơi. Và tin nóng bắt đầu tuần lần này đã khép lại tại đây rồi. Mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Bye bye. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu esports đỉnh cao.